Nghĩa ơi, tắt mic Nghĩa ơi. À, vâng, em xin lỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái bài tập số 10 đúng nhỉ? Hết bài 10 rồi. Bây giờ sang bài tập số 11 thì bài tập số 11 này chúng ta có liên quan đến tích phân đổi biến số loại 2. Ở đây các em thấy ngay là cái tam thức ở mẫu vô nghiệm đúng không ạ? Đấy, cái tam thức ở mẫu vô nghiệm. Như vậy cái này các em sẽ viết thành là như sau, bằng tích phân từ 0 đến 2 này của dx. Các em sẽ viết cái dưới mẫu này thành tổng bình phương, tức là x trừ đi 1 tất cả bình phương và cộng với 1 đúng không ạ? Sau đó đến đây thì chúng ta sẽ đổi biến số loại 2 bằng cách là đặt x trừ đi 1 là bằng tan t đúng không? Cái dấu hiệu đổi biến số loại 2 là các em có là gì? A bình cộng x bình này, hoặc là căn bậc 2 của A bình cộng x bình là các em sẽ đặt x bằng là A tan t đúng không? Đấy, chú ý như vậy. Thế còn nếu mà các em có căn bậc 2 của A bình trừ x bình thì đặt x bằng A sin t. Thế còn nếu có căn bậc 2 của nếu có căn bậc 2 của x bình trừ A bình thì chúng ta sẽ đặt, chờ tôi chút để tôi duyệt một số người vào. Nếu mà có căn bậc 2 của x bình trừ a bình thì ta sẽ đặt x bằng là a trên sin t các em nhé. Đấy, em chú ý những cái dấu hiệu đấy. Và cái dấu hiệu đây đây là cái cách đặt thôi nhé, còn dấu hiệu ở đây là gì? Là một là cái tam thức bậc 2 ở mẫu vô nghiệm. Tam thức bậc 2 ở mẫu số vô nghiệm. Đấy, với dấu hiệu thứ hai đó là trong và ngoài căn đều bậc chẵn. Đấy. Khi mà trong và ngoài căn đều bậc chẵn thì bao giờ chúng ta cũng thường là đổi biến số loại 2 nhé. Thường là chúng ta sẽ đổi biến số loại 2. Ở đây có một số người vẫn chưa vào nhỉ. Các bạn nhìn bảng rõ chưa? Thế đối với cái bài này thì các em thấy ngay là nó có dạng là x trừ 1 tức là bình cộng 1 này này. Nhá, thì ta sẽ đặt x bằng là bằng bằng trong trường hợp mà ở mẫu của nó là x trừ đi 1 tất cả bình phương mà cộng với 1 đấy thì ta đặt x trừ 1 bằng tan t thôi đúng không ạ? Đặt x trừ 1 bằng tan t. Như vậy các em ở đây chúng ta sẽ lấy vi phân, chúng ta sẽ được là gì? Dx chúng ta nó sẽ bằng là dx chúng ta nó sẽ bằng là đối với trường hợp mà ở mẫu nó là tam thức bậc hai vô nghiệm ấy, thì các em hay sử dụng nó là bằng là tang t đạo hàm thì ta viết thành là 1 cộng với tang bình t là nhân với dt em nhé. Đấy, đối với trường hợp mà có xuất hiện a bình trừ x bình như này. Đấy, đối với trường hợp xuất hiện a bình trừ x bình này thì chúng ta sẽ đặt như thế này và các em sử dụng là dx bằng 1 cộng tang bình t dt. Thế còn nếu trong trường hợp mà có căn này thì ta sẽ dùng là 1 trên cos bình x nhé. Thế thì bây giờ các em thứ hai là các em đổi cận thôi. Đổi cận thì các em có là x của chúng ta chạy từ 0 đến 2. X bằng 0 thì tan t bằng âm 1, như vậy t bằng pi trên 4 lấy cho trừ trừ pi 4. Còn x bằng 2 ấy. X bằng 2 thì tan t chúng ta bằng 1, như vậy t bằng pi trên 4. Do đó y sẽ bằng là tích phân từ âm pi trên 4 đến pi trên 4. Đến pi trên 4 của cái gì? Trên tử chúng ta dx thì chúng ta sẽ thay bằng là 1 cộng với tan bình t dt. Đúng không ạ? 1 cộng với tan bình t dt. Thế còn ở dưới mẫu ấy. Ở dưới mẫu thì nó bằng cái gì? Ở dưới mẫu chúng ta thì nó chính là bản chất nó chính bằng tan bình t cộng 1 thôi à, 1 cộng với tan bình t luôn. Và các em giảm nước hai cái lượng này trên tử ở dưới mẫu đi thì ta được là tích phân từ âm pi trên 4 đến pi trên 4 của dt. Do đó nó sẽ được tính bằng là t lấy cận từ âm pi trên 4 đến pi trên 4. Đúng không ạ? Rồi các em tính cái tích phân này ra thì người ta tính nó không có vấn đề gì khó khăn cả. Chỗ này nó sẽ bằng là pi trên 2.
Kết quả chúng ta sẽ là pi trên 2 nhé. Kết quả ta sẽ là x bằng pi trên 2. Thì đấy là cái tích phân ở ý ý A của bài bài 11 nhé. Đối với ý B này thì các em chia ra thức ra thôi, đúng không ạ? Đây là ý A này. Thì các em chú ý những cái dấu hiệu để các em đổi biến số loại 2. Dấu hiệu đổi biến số loại 2 là một là tam thức bậc 2 ở mẫu vô nghiệm và hai là trong căn và ngoài căn đều bậc chẵn. Thì đấy là hai cái dấu hiệu cơ bản nhất. Và những cái hướng đặt của chúng ta, nếu có a bình cộng x bình thì đặt x bằng a tang t, nếu có a bình chứ x bình thì đặt x bằng a sin t, nếu có căn bậc hai có x bình chứ a bình thì đặt x bằng a trên sin t. Thì ngoài ra còn một số dấu hiệu nữa thì tôi đã cũng đã cung cấp cho các bạn trong cái buổi lý thuyết hôm trước rồi, đúng nhỉ? Đấy. Bây giờ ta sang ý thứ hai này các em cần chia ra thức là xong, đúng không ạ? Mặc dù là cái này bậc tử lớn bậc mẫu nhưng mà các em có thể chia cái này ra nó thành là tích phân từ 0 này đến căn 3 này của chỗ này, ta sẽ viết thành là 3 trừ đi 1 chia cho x bình cộng 1 dx. Tôi chia ra thức xong là xong, đúng nhỉ? Đấy. Thế và đến đây thì các em sẽ tách thành hai cái tích phân thứ nhất là tích phân từ 0 đến căn 3 của 3dx trừ đi tích phân thứ hai là tích phân từ 0 đến căn 3 của gì ạ? Dx chia cho x bình cộng 1. Đúng chưa? Thế đối với tích phân này thì tích phân này là các em làm thấy tích phân cơ bản rồi. Còn đối với tích phân này thì các em thấy ngay là đổi biến số loại 2. Loại 2. Và đối với bài này thì ta đặt x của chúng ta bằng là tan t thôi là xong. Nhá. Thì cái này cũng không có vấn đề gì khó khăn, các bạn cứ làm thử đi xem nó có vấn đề gì không. Nếu mà ta trong quá trình ta làm mà nó có vấn đề nữa thì ta sẽ hỏi lại tôi cho nó chi tiết. Ta sang ý tiếp theo, ý C. Ý này thì các em thấy ngay là bậc tử ta là 3 và bậc mẫu là 2. Thế vì bậc tử là 3, bậc mẫu là 2 nên việc đầu tiên chúng ta làm là ta thường là chia ra thức trước, đúng không ạ? Thế ta lấy cái x mũ 3 cộng với lại 2x bình phương cộng với 4x cộng 9. Đầu tiên là cứ bậc tử lớn bậc mẫu thì chia ra thức trước đã, chia cho x bình phương cộng 4. Đúng không ạ? Em lấy x mũ 3 chia cho x bình phương được x này, nhân ngược ra ta được là x mũ 3 cộng với lại 4x. Đấy, em trừ đi thì nó sẽ còn là 2x bình phương cộng 9. Như vậy ta chia ra thì nó sẽ bằng là cộng 2 ở đây nữa. Ta chuyển sang là 2x bình phương cộng 8. Và như vậy ta được dư là 1. Đúng không? Do đó cái tích phân này chúng ta sẽ viết thành như sau. Tích phân này chúng ta sẽ viết thành là tích phân từ 0 đến 2 này của thương là x cộng 2 cộng với lại dư ở đây là 1 mà chia cho x bình phương cộng 4. Sau đó là các em tách thành hai cái tích phân thứ nhất là tích phân từ 0 đến 2 của x cộng 2 dx này cộng với tích phân thứ hai đó là tích phân từ 0 đến 2 của dx chia cho x bình phương cộng 4. Thế thì ở đây cái tích phân thứ nhất của chúng ta là tích phân này là các em sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản thôi, đúng không ạ? Thế còn tích phân này chúng ta là chúng ta sẽ dùng theo phương pháp đổi biến số loại 2, tức là ta đặt x bằng là 2 lần tan t nhá, đặt x bằng 2 tan t. Dấu hiệu ở đây chúng ta có là chúng ta có cái x bình phương, x bình cộng 4 ấy thì nó chính là x bình cộng 4 nhé. Đây các em biết cái x bình cộng 4 này thì nó chính là x bình phương cộng với lại 2 bình phương thôi, như vậy là đặt x bằng 2 2 tan t thôi. Đúng ạ? Dấu hiệu ở đây ta đặt như vậy. Đấy là hướng làm của cái bài tập số 11 ý C. Đối với ý này thì các em chú ý là đối với ý bài 11 ý D này thì ta dùng hệ số bất định thôi các em nhé, chứ không phải đổi biến số loại 2 đâu. Tức là đối với bài này thì ta sẽ viết là 1 chia cho x trừ đi 2, x cộng 2 tất cả bình nhé. Nhân với x cộng 3 tất cả bình, nhân với x cộng 3 tất cả bình. Đúng quá. Lại thì chúng ta biết là 1 mà chia cho x cộng 2 tất cả bình nhân với lại x cộng 3 tất cả bình nhé. Thì cái này các em sẽ viết thành là a trên x cộng 2 b chia cho x cộng 2 tất cả bình cộng với c trên x cộng 3 và cộng với d trên x cộng 3 tất cả bình.
Sau đó các em sử dụng phương pháp hệ số bất định thì ta sẽ được là 1 bằng A nhân với x cộng 2. Chú ý là mẫu số chung là x cộng 2 tất cả bình nhân x cộng 3 tất cả bình đúng đấy. B nhân với x cộng 3 tất cả bình này. Cộng với C nhân với lại x cộng 2, 3 nhân với x cộng 2 tất cả bình này. D nhân với x cộng 2 tất cả bình. Thế thì các em chú ý trong bài toán này nếu mà các em lại hệ số bất định theo kiểu là các em nhân bung nó ra để các em được ABCD thì nó có. Như vậy ta sẽ làm như sau này. Thứ nhất là các em cho bốn giá trị đặc biệt của x, nó là ví dụ như x bằng âm 2 chẳng hạn nhé, thì ta sẽ được là một bằng gì, bằng b thôi đúng không ạ, cái này là không, cái này không được đấy, các em thay cái x bằng âm 2 vào những cái chỗ mà chứa a chứa c chứa d thì bằng không. Tiếp tục ta cho x bằng âm 3, x bằng 3 thì vế trái là một nhưng mà vế phải thì các em thấy ngay là với x bằng âm 3 thì cái chỗ chứa a chứa b chứa c là đều mất đi hết, như vậy chỉ còn d thôi, như vậy là chúng ta sẽ được là d bằng một luôn đúng chưa. Sau đó là ta xét cái giá trị tiếp theo của x, các em cho x bằng 0 chẳng hạn, x bằng 0 thì lúc này ta sẽ được cái phương trình là gì, 18a cộng với 9b cộng với 12c cộng với 4d, cái này bằng 1 này, và với x của chúng ta bằng ví dụ như x bằng bằng 1 đi chẳng hạn hoặc bằng trừ 1 đi chẳng hạn, x bằng trừ 1 thì ta sẽ được cái phương trình như sau. Nó sẽ là 4a cộng với 4b cộng với lại 2c cộng với lại d đúng không ạ? Cái này bằng bằng 1. Thế và từ đây thì ta tìm được giá trị của ABCD thôi. Các bạn tìm ra A, tìm ra B, tìm ra C và tìm ra D nhé. Thế như vậy là cái tích phân Y của ta ấy, khi mà các em tìm ra ABCD rồi thì tích phân Y nó sẽ là ta lấy nguyên hàm cơ bản nó sẽ bằng là lê PA trị độ x cộng 2 này trừ đi xin lỗi A chứ trừ đi B nhân với lại 1 chia cho x cộng 2 này cộng với lại C nhân với lê PA trị độ của x trừ cộng 3 này và các em trừ đi D nhân với lại 1 chia cho x cộng 3 à, tất cả các em lấy tận ở đây là từ 0 đến 1 thôi, tức là khi mà các em đã cái số bất định xong ấy thì các em chỉ cần sử dụng cái bảng nguyên hàm cơ bản là ta đã tính được cái tích phân này rồi đúng không ạ. Đấy là đối với cái bài số 11, đối với bài số 11. Đấy là đối với cái bài 11 ID nhé. Thế đối với cái bài này thì các em chỉ chia ra thức rằng là xong thôi, đúng không ạ? Đấy, các em chia ra thức thì cái câu này các em chia luôn nó rất là dễ thôi. Cái này bằng tích phân từ 0 đến 1 này, các em thấy ngay là x mũ 3 cộng với x này này. X mũ 3 cộng x nhé, thì nó đặt nhân tử chung là x ra nó sẽ có x bình cộng 1 trong, như vậy nó bằng x cộng với lại 1 chia cho x bình cộng 1 thôi. Đấy. Thế và chúng ta cũng tách thành hai cái tích phân thứ nhất là tích phân từ 0 đến 1 của x dx cộng với lại tích phân từ 0 đến 1 của dx chia cho x bình cộng 1 đúng không ạ? Thì cái này các em thấy là ngay là cơ bản này, còn cái này các em đổi biến số loại 2 bằng cách đặt x bằng tan t ạ? Đấy, cái hướng làm ra như vậy. Chú ý là cái những cái dạng tích phân này thì tôi đoán là năm nay cái số lượng cái câu hỏi khó mà liên quan tích phân nên nó chắc nó chỉ có 1 đến 2 câu là cùng thôi. Bởi vì là tình hình dịch bệnh năm nay nó không khác gì tình hình dịch bệnh năm ngoái cả. Đối với IF này thì chúng ta chú ý một điều là khi chúng ta làm ấy, thì việc đầu tiên chúng ta làm nếu mà bài này chúng ta làm theo bình thường không được đâu, mà chúng ta phải đặt t bằng x bình phương trước. Thì các em sẽ có là dt chúng ta sẽ bằng là 2x dx. Thì các em sẽ được là tích phân cận nó vẫn là từ 0 1 các em nhé, bởi vì là x của chúng ta chạy từ 0 1 thì t nó vẫn chạy từ 0 1 thôi. X dx thì bằng là dt trên 2. Nhưng mà dưới mẫu chúng ta sẽ biết thành là 1 cộng với lại t bình phương. Đúng không ạ? Và cái này các em đưa ra thành 1 phần 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của dt trên t bình cộng 1. Đến đây ấy, thì chúng ta sẽ đặt t chúng ta bằng là tan u. Đúng không? Đổi biến số loại 2. Đặt t bằng tan u. Khi đặt t bằng tan u thì ta sẽ được là cái tích phân này nó sẽ bằng là 1 phần 2 lần tích phân từ 0 đến pi trên 4 này. Bx thì nó bằng là gì ạ? 1 cộng tan bình u nhân du. Đúng không? Thế còn dưới mẫu của ta nó sẽ chính là 1 cộng tan bình u thôi.
và các em giảm nữa cái tam bình u đấy đi, một phần tam bình u đi, thì kết quả cuối cùng ta thu được bằng là 1/2 tích phân từ 0 đến pi trên 4 của du, cái này bằng 1/2 nhân với pi trên 4, kết quả là bằng pi trên 8, đúng không ạ? Để tính toán cái đấy thì không có vấn đề gì khó khăn cả. Cái chỗ quan trọng là các em phải nhớ được cái phương pháp thôi nhé, quan trọng là các em phải nhớ được cái phương pháp thôi. Nhận dạng nó, sau đó là phương pháp thực hiện. Đối với cái ý này thì chúng ta lại không làm như những cái ý trước nữa, đúng không ạ? Cái ý g này này chúng ta không làm như những ý trước nữa, mà cái câu này thì chúng ta làm bằng cách là chúng ta sẽ nhân cả tử vào mẫu với x mũ 3, tức là các em hướng làm ở đây là ta đặt t với x mũ 4 mà. Thì ta sẽ tách thành tích phân từ 1 đến 2 này của x mũ 3 dx nhá. Thì chia cho dưới mẫu nó là x mũ 4 nhân x mũ 4 cộng 1. Đúng không ạ? Như vậy đến đây ta đặt t của chúng ta bằng x mũ 4. Thì các em lấy vi phân ta được là dt bằng 4 lần x mũ 3 dx. Đúng không ạ? À, cận chúng ta tự đổi nhé. Như vậy là y nó sẽ bằng là tích phân x bằng 1 thì t bằng 1, x bằng 2 thì t bằng 16. X mũ 3 dx thì bằng là dt trên 4. Thế còn dưới mẫu chúng ta là x mũ 4 thì nó sẽ thành là t này nhân với lại t cộng 1. Đúng không ạ? Và đến đây công việc của các bạn là các bạn chỉ cần hệ số bất định thôi. Đấy, chúng ta viết thành là 1 trên t nhân t cộng 1. Và hệ số bất định ra thì cái câu này hệ số bất định nó rất là dễ thôi. Cái này nó sẽ là 1 trên t trừ đi 1 trên t cộng 1. Đúng không ạ? Và các em tính những cái này thì các em phần đằng sau các bạn tự làm thôi. Đây có thể là nhân cả tử với mẫu bằng x được không thầy? Hả? Nhân cả tử và mẫu với x á? Với X thì em lại phải đặt t bằng x bình à? Sau khi đặt t bằng x bình xong thì lại đặt tiếp thì nó cũng sẽ vất vả một tí. Đúng không? Nếu em nhân cả tử và mẫu với x thì em sẽ phải đặt t bằng 1 cộng bằng x bình. Đúng không? Chỗ này nó sẽ là t trên t trừ cộng 1. Đấy, tận từ 1 đến 16 nhé. Thế còn nếu mà theo hướng của bạn bạn Thảo bạn nói ấy, thì ta đặt theo cách hai là đặt nhân cả tử vào mẫu với x nhé. Thì nhân cả tử vào mẫu thì nó sẽ thành là tích phân từ 1 đến 2 này. X dx chia cho x bình phương nhân với 1 cộng x mũ 4 nhé. Đấy. Thì nếu mà làm theo cách bạn Thảo nó sẽ khác một tí. Tức là chúng ta đặt t của chúng ta bằng x bình phương đúng không ạ? Thì các em lấy vi phân ta được là dt của chúng ta bằng là 2x dx. Đúng không? Như vậy là y nó sẽ bằng là tích phân từ 1 mà đến đến 4 này. Đúng không? X dx thì nó sẽ bằng là dt trên 2. Ở dưới mẫu của ta nó sẽ là gì? Nó sẽ là t nhân với lại t bình cộng 1. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chỗ này nó phức tạp hơn chưa? Như vậy đến đây thì ta lại phải viết cái này thành là tích phân từ 1 đến 4 này. Ta lại phải viết thành là a trên t cộng b trên b nhân với 2t trên t bình cộng 1. Cộng với lại c trên t bình cộng 1 đúng không? Tt. Đúng chưa? Tất nhiên là 1/2 các đưa ra bên ngoài. Đúng không? Đấy, nếu mà làm theo cách của bạn Thảo nó là t với bình phương thì nó phức tạp hơn một chút. Thế còn với bài này thì ta t bằng x mũ 4 thì nó sẽ gọn gàng hơn. Đấy là ý g nhé. Thế còn đối với cái ý h của bài 11 này, ở đây cái bài 11 thì thầy lọc một số ý thôi chứ thầy không 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 lọc toàn bộ, đúng không ạ? Nên là các em chú ý một chút là đối với ý g này là ý h này chẳng hạn là chúng ta làm bằng cách là các em nhân cả tử và mẫu với x mũ 2017 các em ạ. Thực ra thì chúng ta sẽ đặt hướng làm ở đây là chúng ta đặt t bằng x mũ 2018. Khi các em lấy vi phân thì các em sẽ có là dt chúng ta là bằng là 2018 nhé, nhân x mũ 2017 nhân với dx, đúng không ạ? Như vậy ta phải tạo ra cái thằng x mũ 2017 dx ở đây bằng cách là nhân cả tử và mẫu với x mũ 2017. Nó được là 1 trừ x mũ 2018 này nhân với x mũ 2017 này nhân với dx này. Thế thì dưới mẫu lúc này nó sẽ là x mũ 2018 này. X mũ 2008 mà thầy. 2008, xin lỗi. 08 nhá. Nhân với 1 cộng với x mũ 2008. Đúng ạ? Chúng ta đây là 2008. Đúng ạ?
Thế nên là y nó sẽ cồng kềnh một tí, nó sẽ là tích phân từ gì ạ? Cận dưới thì vẫn là một thôi, thì một mũ 2008 thì vẫn là một, nhưng cận trên nó sẽ là hai mũ 2008, đúng không ạ? Tử nó sẽ là một trừ đi t này nhân với lại một trên 2008 dt này, và chia cho dưới mẫu ông ta nó sẽ là gì? Dưới mẫu ông ta nó là t nhân với một cộng t, đúng không ạ? Đây chúng ta đưa cái 1 trên 2008 ra bên ngoài và các em phải dùng hệ số bất định tích phân từ 1 đến 2 mũ 2008 của 1 trừ t chia cho t nhân với t cộng 1. Ở đây các em hệ số bất định nhé. Chỗ này các em hệ số bất định thôi. Hệ số bất định. Có cái điều cái chỗ này là nếu mà nó cồng kềnh quá thì em đặt cái này bằng A để mà các em viết cho nó dễ nhé. Tức là các em sẽ tách cái thành này thành là 1 trên 2008 này nhân với tích phân từ 1 đến A của 1 trên T, à xin lỗi, A trên T cộng với lại B chia cho T cộng 1, và tử nhóm bậc mẫu rồi nên cứ thế mà cho bất định thôi, đúng không? Đấy. Người ta lưu ý cái cách làm trong hợp này là như vậy. Đấy là đối với ý H. Một số ý khác của bài 11 nhé thì thầy không 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 chữa nữa, bởi vì là nó cũng na ná thôi. Đây, một số cái ý khác của bài 11, một nó có một số ý khác. Bài 11. Ngoài ra thì nó còn một số ý nữa nhưng mà thầy không chữa. Ví dụ như ý C này ta chia ra thức là làm rồi. Các cái ý này ta làm rồi. Như ý G này ta làm rồi, ý IH ta làm rồi. Ý Y này thì các em chia ra thức trước, sau đó các em hệ số bất định nhé. Bởi vì cái này mẫu số nó chính là x trừ một tất cả bình nhân x cộng một tất cả bình mà, cái câu này này đúng không ạ? Thì cái tích phân này chúng ta các em thấy ngay là mẫu số của nó là x trừ một nhân x cộng một tất cả bình. Ý k này các em đổi biến số loại 2, tam thức ở mẫu vô nghiệm, đúng chưa? Thế ta nói cái ý l một chút, ý l nhé. Đối với ý l, đối với ý l này chưa đã, các bạn chờ tôi chút đã. Đối với ý L đây, đối với ý L thì ta làm như sau. Đối với L thì thế này các em này. Đấy, đối với IL của cái bài này thì nó hơi khác biệt một tí. Tức là đối với tích phân này thì ta làm bằng cách là hơi đặc biệt. Chúng ta sẽ làm bằng cách như sau. Là chúng ta sẽ, thứ nhất là các em sẽ chia cả tử và mẫu cho x bình phương. Đấy, thì cái này nó cũng là một cái mẹo để chúng ta làm nhiều thì nó mới có cái này thôi. Để chia cho dưới mẫu của ta thì nó sẽ là 1 trên x bình phương cộng với x bình phương. Và cái này thì em chú ý một điều là chúng ta sẽ viết thành như sau, tích phân từ 1 đến 2 này. Cái này thì nó chính là D của chỗ này nó sẽ là D của, xin lỗi nhé, ta làm thế này. Bây giờ các em chú ý một điều là cái 1 trên x bình phương thì nó đạo hàm của trừ 1 trên x. Và cái trừ này nó, các em thấy ngay là chúng ta sẽ viết thành là tích phân từ 1 đến 2 nhé. D này của trừ 1 trên x trừ đi một, à trừ đi x, đúng không? Chia cho 1 trên x bình phương cộng với x bình. Đấy. Như vậy nếu đến đây mà chúng ta đặt đặt các em nhớ là cái chỗ từ đây sang đây này này, từ đây sang đây ấy, là các em chú ý một điều là chúng ta làm ngược lại của nguyên hàm thôi, đúng không ạ? Chúng ta đặt u của chúng ta là bằng là 1 trên x cộng với x. Thì các em sẽ thấy ngay là du của chúng ta nó sẽ bằng là làm trừ đi 1 trên x bình phương, phải không nhỉ? Một trên, đúng rồi, trừ 1 trên x bình phương, nó như tôi nhầm ở đâu đấy,
chứ đó tôi hình như tôi nhầm chỗ nào đấy ta Thế nhỉ. nó trừ 1 trên x bình với cộng 1 thế ạ. Đúng không? Đây nó sẽ bằng là trừ 1 trên x bình phương nhé, cộng với lại 1 nhân với dx. Thì các em nhìn thấy cái biểu tượng này, cái biểu thức này ở đây này, ở tử này có rồi này. Đúng chưa? Thế còn cái 1 trên x bình phương nhé, cộng với x nhé, bình nhé, thì tôi viết thành như thế này là 1 trên x cộng với x, tất cả bình rồi trừ đi 2. Đúng không? Như vậy là đến đây tôi đổi tận xt, x của chúng ta đang chạy từ 1 đến 2 này. Với x bằng 1 thì ta được t của ta bằng 2. À, u chứ. Với x bằng 2 thì ta được u của ta bằng 5 phần 2. Đúng không ạ? Do đó là cái tích phân y lúc này sẽ được viết như sau. Nó sẽ là tích phân từ 1, từ 2 mà đến 5 phần 2 này. Của gì? Cái trên tử này của chúng ta, các em thấy ngay là cái tử này. Cái tử này của chúng ta ấy, thì nó chính là gì? Cái tử này của chúng ta nó chính là 1 trên... xin lỗi, cái tử này chúng ta nó chính là trừ đi du, đúng không? Trên tử nó chính là trừ đi du. Thế còn cái dưới mẫu này của chúng ta nó chính là u bình phương trừ đi 2. Đúng không? Và cái này nó sẽ bằng là tích phân từ 2 đến 5 phần 2 trừ du chia cho u bình trừ 2. Để thu gọn các bạn. Đúng không nào? Thế và đến đây thì các em dùng phương pháp hệ số bất định nhé. Các bạn tự tính hệ số bất định ở đây. Cái bài này nó sẽ hơi lẻ một tí, bởi vì là cái mẫu của nó phân tích thành là u trừ căn 2 nhân u cộng căn 2. Đúng không? Hệ số bất định thì như nó sẽ ra thế này các em này. Nó sẽ ra ở đây nó sẽ là 1 trên u trừ đi căn 2 trừ đi 1 trên u cộng căn 2 nhân với 1 trên 2 căn 2 ở bên ngoài, tích phân từ 2 mà đến 5 phần 2. Nhá. Đấy, hệ số bất định như này. Chỉ lỗi có dấu trừ ở ngoài nữa. Dấu trừ ở ngoài. Thế thì cái câu này nó hơi đặc biệt một chút. Câu này hơi đặc biệt một chút. Thế bây giờ vẫn là cái câu này thôi, nhưng mà nếu mà người ta đổi cái tử số là 1 cộng với x bình phương thì chúng ta sẽ làm nó sẽ khác đi một tí các em nhé. Nếu mà người ta đổi thành là 1 cộng x bình phương thì nó sẽ làm khác đi. Tức là nếu mà đổi tử là 1 cộng với x bình phương ấy, thì lúc này chúng ta sẽ đặt u bằng 1 trên x trừ x nhé. Đây thầy có thể viết cái này nè. Cái tích phân j là tích phân từ 1 đến 2. Tích phân j là tích phân từ 1 đến 2 của 1 cộng với x bình phương chia cho 1 cộng với x mũ 4. Đấy. Thì các em vẫn làm bình thường bằng cách là các em chia cả tử và mẫu cho x bình phương đi, ta được là 1 cộng với lại chỉ đó 1 trên x bình. Nó sẽ là 1 trên x bình phương cộng với 1 này, dx này. Mà chia cho dưới mẫu của ta nó sẽ là 1 trên x bình phương cộng với x bình nhé. Thì cái câu này ấy, chúng ta sẽ đặt t. Các em sẽ đặt t bằng là 1 trên x trừ đi 1 các em ạ. À, trừ 1 trên x trừ x nhé. 1 trên x trừ x. Đấy. Nếu mà người ta sửa cái dấu trừ ở trên tử thành dấu cộng thì các em có tích phân này. Và các em làm như vậy. Đấy là cách cái tích phân này hơi đặc biệt một chút. Có vấn đề gì ở câu này không nhỉ? Câu này hơi đặc biệt, tức là câu này là thực ra kinh nghiệm thôi, đúng không? Câu này hơn các em ở chỗ kinh nghiệm thôi. Đấy là đối với bài tập số 11. Thế còn đối với bài 12 này thì vừa rồi nó cũng có một ý ta làm tương tự như này rồi, đúng không? Cái này ta đặt t bằng căn thôi. Đặt t bằng căn bậc 2 của cos bình phương x mà cộng với 4 lần sin x thôi. Hình như cái bài này nó trùng với một cái bài nào đó ta chữa từ trước rồi. Cái này chính là căn bậc 2 của 1 cộng với 3 lần sin bình x. Nhá, câu này ta đã chữa rồi. Em xem lại. Nó nằm ở cái bài tập số 9 thì phải.
Đấy là cái bài tập Ở số bài 9 hai. thế nào? Hả? Sao ạ? Ở bài 9 thế nào? Ừ, bài 9 đã có một câu tương tự như thế này rồi, đúng không? Cái câu số 2 này chúng ta chẳng hạn thì đối với bài 12 cái ý số 2 chẳng hạn. Thì cái hướng làm ở đây là chúng ta sẽ đặt T cho thầy là bằng cos x nhé. Đấy. Bởi vì cái này chúng ta sẽ biến đổi cái này thành tích phân từ 0 đến pi trên 2 này. Trên tử ta viết thành là 2 lần cos x, cos bình x nhân với sin x dx mà tất cả các em chia cho dưới mẫu hoặc ra là 1 cộng với cos x. Đúng không? Các em có thể đặt t bằng cos x cộng 1 chẳng hạn. Thế thì dt lúc này nó sẽ bằng là gì? Dt nó sẽ bằng là trừ đi sin x dx. Và cái tích phân này sẽ trở thành tích phân như sau. X bằng 0 thì cos 0 bằng 1 cộng 1 bằng 2. X bằng pi trên 2, cos pi trên 2 bằng 0 cộng 1 bằng 1. Trên tử là 2 lần nhân với lại t trừ 1 tất cả bình phương, đây là cos bình x. Còn sin x dx thì bằng trừ đi dt. Đúng không ạ? Chia cho dưới mẫu là 1 cộng cos x, thì 1 cộng cos x thì nó chính là t. Đúng không ạ? Và đến đây các em đưa dấu trừ ra ngoài đồng thời đổi cận thì ta được tích phân từ 1 đến 2 của 2 nhân với lại t trừ 1 tất cả bình phương chia cho t dt. Và đến đây các em chia ra thức là xong, đúng không ạ? Tích phân từ 1 đến 2 này nó sẽ được là 2t này. Ở chỗ này của ta là trừ đi 4t, như vậy trừ đi 4 này. À, cộng với lại 2 trên t dt nhá. Và đây các em lấy nguyên hàm cơ bản được rồi, nó bằng t bình phương trừ đi 4t cộng với lại 2 lần dpa trị dấu của t tất cả các em lấy cận từ 1 đến 2. Đấy là hướng làm của cái bài tập số 12 ý ý B, ý số 2 như vậy. Vũ Đức ơi tắt mic đi em. Đang chạy lọc cọc quên tắt mic. Ta tiếp tục với ý số 3. Ý số 3 này thì các em tách cái tích phân này thành hai tích phân nhỏ để mà tính thôi, đúng không? Chứ để nguyên thế này thì không làm đâu. Ta tách thành tích phân thứ nhất là tích phân từ 0 đến pi trên 2 này của e mũ sin x nhân với cos x dx. Đúng không ạ? Cộng với lại tích phân thứ hai là tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cos bình phương x dx. Đúng chưa? Cái câu này cái tích phân thứ nhất này các em nhìn thấy cái số mũ của e nó là sin x này thì bao giờ số mũ cồng kềnh thì ta cũng đặt t bằng sin x số mũ của x rồi, e rồi, đúng không ạ? Đấy. Như vậy cái tích phân thứ nhất này chúng ta sẽ viết thành là tích phân từ 0 đến 1 của e mũ t nhân với sin dt. Đúng chưa? Thế còn cái tích phân thứ hai nó là tích phân từ 0 đến pi trên 2. Cái này thì các em hạ bậc thôi, đúng không ạ? Là 1 cộng với cos của 2x trên 2 đấy. Và đến đây thì các em lấy nguyên hàm cơ bản, nguyên hàm của em mũ t thì bằng em mũ t lấy cận từ 0 đến 1. Đúng chưa? Đấy. Cộng với cái nguyên hàm này chúng ta là bằng là 1 phần 2 nhân với lại 1 cộng với 1 phần 2 sin 2x. Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản cho thành hạ vào. Lấy cận từ 0 đến pi trên 2. Đúng không ạ? Thế và đến đây công việc còn lại là các em tính nhất thôi. Cái cận trên thằng thứ nhất là ta được là e trừ đi 1 cộng với lại 1 phần 2 nhân với cận trên pi trên 2 là bằng pi trên 2 này, là bằng 1 này. À, xin lỗi cái chỗ này là x em nhé. Pi trên 2. Đúng không ạ? Thế còn cận dưới là 0. Đây là kết quả của ta. E trừ đi 1 cộng với pi trên 4. Được chưa? E trừ 1 cộng pi trên 4. Chú ý là trong quá trình chúng ta làm tích phân nên là phải vận dụng thành thạo các cái quy tắc thôi. Ý này thì dễ rồi, phải không ạ? Ý số 4 này thì các em sử dụng công thức nhân đôi là xong. Cái này nó bằng tích phân từ pi trên 8 đến 3 pi trên 8 của 4 chia cho sin bình của 2x đấy. Và các em sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản là xong, đúng không ạ? Thì cái này nó bằng là 4 nhân với lại gì? 1 phần 2 nhân với lại trừ đi cotang của 2x. Lấy cận từ pi trên 8 đến 3 pi trên 8. Đúng không ạ? Các em tự tính cái này được. Cái câu này thì ngay từ bài đầu tiên khi nó học về bảng nguyên hàm cơ bản thì ta đã làm rồi.
Chú ý là cái mẫu nhìn nó cồng kềnh thế thôi, nhưng mà dùng công thức nhân đôi thì nó sẽ gọn lại và nó ra bảng nguyên hàm cơ bản luôn, đúng không? Cái ý số 5 này thì người ta chỉ kiểm tra các bạn về công thức thôi. Cái này chúng ta viết thành tích phân từ 0 đến pi trên 4 này. 1 trừ sin bình 2 sin bình x thì nó chính là cos của 2x thôi, đúng không? Chia cho 1 cộng với lại sin 2x. Và đến đây ta chỉ cần đặt t của chúng ta bằng sin 2x là xong. Khi đặt t bằng sin 2x thì ta được là tích phân từ 0 mà đến bao nhiêu đây? Pi trên 4 là sin pi 2 là 1. Đúng nhỉ? À, trên tử chúng ta dt, các em chú ý là dt nhé, nó bằng là 2 lần cos 2x dx, đúng không? Như vậy là cos 2x dx bằng dt trên 2 nhân với lại 1 cộng t. Và các em sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản. 1 phần 2 lê pe trị lũ của t cộng 1. Lấy cận từ 0 đến 1, đúng không ạ? Cái này các em được bằng 1 phần 2 lần lê pe 2. Cái này nó suy cho cùng nó là vẫn là đổi biến số thôi, đúng không ạ? Đổi biến số thôi. Câu này thì các em có sin x bậc lẻ đây này. Nhanh đấy, em chưa chép xong. Hả? Nhanh quá. Nhanh. Ờ ok. Đây nó chậm hơn đi thầy ơi. Cái bút này nó trơn, nó viết nhanh. Nói chung là những cái bài này thì thực ra ta làm ở nguyên hàm nó quen rồi, nó không có cái gì khác nhau cả. Chủ yếu là ta nhắc lại về nguyên hàm thôi. Những cái bài này ta chưa dùng đến kiến thức nhiều đâu, đúng không? Đấy là bài số 12 nhé. Ý tiếp theo. Ý số 6 này chúng ta là chúng ta đặt t bằng cái này thì đặt t bằng cos x thôi là xong nhé các em nhé. Đấy. T bằng cos x thì tích phân này nó sẽ bằng là y nó bằng là tích phân từ cos của 0 là 1. Cos của 0 là 1 này đến cos pi trên 2 là 0 này. 4 nhân với lại sin bình thì nó bằng là 1 trừ đi t bình phương. Thế còn một cái thằng sin x thì phải đi theo dx, tức là bằng trừ đi dt. Đấy, chia cho dưới mẫu là 1 cộng t thôi nhá. Sau đó các em chia ra thức nhá. Chia ra thức. Đấy, chú ý như vậy. Để cái này nhìn nó hơi khó thì các em đẩy cái dấu trừ, đẩy dấu trừ ra bên ngoài và đổi cận đi. Đẩy cái dấu trừ ra ngoài và đổi cận đi. Cái ý này thì cái ý số 7 này các em thấy là có cái ý liên quan đến tích phân lượng giác, nhưng mà bậc tử và bậc mẫu đều chẵn hết này các em này. Thế thì nếu mà trường hợp bậc tử và mẫu đều chẵn đấy mà nó lại có cái sin mũ 4 ở x ở mẫu này thì chúng ta sẽ đặt là x của chúng ta bằng là xin lỗi đặt t của chúng ta bằng cotan của x em nhé. Bởi vì là chúng ta lấy vi phân ấy thì nó sẽ xuất hiện là dt của chúng ta bằng gì? Dt bằng là trừ đi d x trên sin bình x, đúng không? Cô tăng x đạo hàm bằng trừ 1 trên sin bình x mà. Đấy. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải viết cái thằng là cos mũ 6 của x mà chia cho sin bình phương x theo t, đúng không? Bởi vì cái này các em ta tách thành như này, tích phân từ pi trên 4 đến pi trên 2 nhé. Trên tử chúng ta sẽ tách thành như sau, cos mũ 6x chia cho sin bình phương x nhân với dx trên sin bình phương x. Thì cái thằng dx trên sin bình phương x là không được động với nó nữa. Thì cái này các em sẽ biết thành như sau này, chúng ta sẽ biết thành là cos bình phương x chia cho sin bình phương x nhân với cos mũ 4 của x này. Đúng không? Như vậy cái đầu tiên là ta biết thành là cotan x rồi, bình phương rồi, nhân với cos mũ 4 của x. Đấy. Thế bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta phải viết cái cos mũ 4x này về theo thằng cotan x, đúng không? Chúng ta có như thế này, 1 cộng với lại tan bình x nhé, thì bằng 1 trên cos bình phương x, đúng không? Như vậy suy ra là cos bình phương x ấy,
nó sẽ bằng là 1 chia cho 1 cộng với tan bình x. Và như vậy cái này nó bằng là 1 chia cho gì? 1 chia cho 1 cộng với tan x thì bằng 1 trên cotan x, tức là 1 trên t bình. Đấy, em quy đồng lên thì nó sẽ bằng là t bình phương trên t bình cộng 1. Đúng không? Em quy đồng mẫu số thôi mà. Tức là muốn rút được cái cos 4x theo t bằng cotan x ấy, thì ta rút cos bình phương x theo tan bình phương x trước. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra như sau. Là cái cos mũ 6x chia cho sin bình x nhé. Cái này chủ yếu khó ở cái chỗ lượng giác thôi. Chúng ta sẽ viết thành là t bình phương này, bởi vì đặt t bằng cotan x rồi, đúng không? Nhân với cos mũ bình x thì nó chính là gì ạ? T bình chia cho t bình phương cộng 1 tất cả bình. Đúng không? Hai cái này ta có bằng t mũ 6 chia cho t bình phương cộng 1 tất cả bình. Đấy. Thế và do đó cái tích phân y ấy, tích phân y ấy, chúng ta thấy ngay là y nó sẽ bằng là tích phân từ đâu? Pi trên 4 là 1. Cotan của pi trên 4 bằng 1. Đúng không? Cotan của pi trên 2 thì bằng 0. À, t mũ 6 chia cho t bình phương cộng 1 tất cả bình nhân với lại trừ đi dt. Đúng không? Hai cái này bằng tích phân từ 0 đến 1 của t mũ 6 dt chia cho t bình phương cộng 1 tất cả bình. Như vậy khả năng thứ nhất đó là ta phải chia ra thức rồi, bởi vì phân thức hữu tỉ bậc tử của ta là lớn hơn bậc mẫu. Bậc tử là bậc 6 còn bậc mẫu là bậc 2 thôi, à bậc 4 thôi. Đúng không? Thế ta chia như này. Thế ta chia ta đặt như này nhé. Chia thì tôi lấy cái t mũ 6 này. Ta phải biết xa xa nó ra. Chia cái thằng này là gì? T mũ 4 cộng với t 2 t bình cộng 1. Chia được t bình này, t mũ 6 cộng với 2 lần t mũ 4 cộng với lại t bình phương trừ đi 2t mũ 4 trừ 2t mũ 4 trừ đi t bình. Em lại chia tiếp đi được là trừ đi 2. Như vậy trừ đi 2 lần t mũ 4 trừ đi 4 lần t bình phương trừ đi 2. Và như vậy các em sẽ được là 3t bình phương cộng 2. Đúng không ạ? Các bạn chép xong những chỗ này chưa ạ? Chúng ta xóa cái này đi nhé. Cái chỗ biến đổi này thì ta bỏ nó đi. Này coi như ta viết xong. Thế thì lúc này y chúng ta sẽ viết thành như sau các em này. Y chúng ta sẽ viết thành như sau. Nó sẽ là tích phân từ 0 đến 1 nhé. Của thương là t bình trừ 2 này. Cộng với 3t bình phương cộng 2. Chia cho t mũ 4 cộng với lại 2t bình phương cộng 1 dt. Nhá. Thế cái thứ nhất là các em tách thành hai cái tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 của t bình phương trừ đi 2 nhân dt này. Cộng với tích phân thứ hai là tích phân từ 0 đến 1 này của 3t bình phương cộng 2 chia cho t mũ 4 cộng với lại 2t bình phương cộng 1 dt. Cái tích phân này là tích phân cơ bản là các em tự làm nhé. Đúng không ạ? Đấy, tích phân đấy là tích phân cơ bản là các em tự làm. Thế có tích phân thứ hai thôi này. Cái tích phân thứ hai thì ta hướng làm như sau các em nhé. Đối với tích phân thứ hai thì hướng làm ta như sau. Chúng ta đầu tiên ấy là ta sẽ tách cái này như sau. Ta viết cái thằng cho thầy là viết cho thầy cái thằng là 3t bình phương cộng 2 mà chia cho dưới mẫu nó chính là t bình cộng 1 tất cả bình mà. Thì ta viết thành là 3 nhân với lại t bình phương cộng 1 này trừ đi 1 này chia cho t bình cộng 1 tất cả bình. Như vậy cái này bằng là 3 trên t bình cộng 1 trừ đi 1 trên t bình cộng 1 tất cả bình. Đúng không ạ? Thế thì các em nhìn thấy ngay này, nếu mà ta viết được đến đây ấy, thì cái tích phân đầu tiên này là có phải các em đặt t của chúng ta là bằng là tan u không? Tích phân thứ hai cũng đặt t bằng tan u không ạ?
Vậy thì khi mà chúng ta tách thế này ra, chúng ta nhìn thấy đặt tên và tăng u được thì ngay từ đầu luôn ta tính cái tích phân, cái tích phân này này, cái tích phân từ 0 đến 1 của cái này ấy, là ta đặt tên và tăng u luôn nhé. Đấy, ta sẽ làm như sau. Này đến đây ta làm như sau. Ta đặt cái thằng y1 là bằng tích phân từ 0 đến 1 của 3 lần t bình phương cộng 2 chia cho t mũ 4 cộng với lại 2t bình cộng 1 dt. Thì chúng ta sẽ đặt là t bằng là tan u. Từ đây suy ra dt chúng ta sẽ bằng là 1 cộng với tan bình u du. Đúng không ạ? Ta sẽ có là y1 lúc này sẽ bằng là đổi cận đi. Với t bằng 0 thì được u bằng 0. Với t bằng 1 thì được u bằng pi trên 4. Đúng không ạ? Đấy. À, chỗ này trên tử nó sẽ là 3 lần tan bình u này. Cộng với 2 này. Cái này có vẻ hơi cồng kềnh ấy, đúng nhỉ? Chia cho dưới mẫu của ta nó là gì? Tan mũ 4 u. Cộng với lại, hay là ta biết cái này thành là như này, tan bình u cộng với 1 tất cả bình. Thế còn dt thì ta biết thành là 1 cộng với tan bình u du nhân với du, đúng nhỉ? Thế các em thấy ngay là cái số 2 này đây này, cái bậc 2 này với cái này nó giải nước cho nhau này. Được chưa? Như vậy là đến đây nó chỉ còn cái tích phân nó cũng khá là gọn. Đấy, tích phân nó khá là gọn. Cái phần nó sẽ còn như sau các em này. Như vậy đến đây là cái y1 của chúng ta nó sẽ chỉ còn bằng cái gì thôi ạ? Tích phân từ 0 đến pi trên 4 3 tan bình u cộng 2 chia dưới mẫu chỉ còn là tan bình u cộng 1 thôi. Thế các em chia ra thì nó bằng là tích phân từ 0 đến pi trên 4 nhé. Cái này nó sẽ là 3 trừ đi bao nhiêu đấy ạ? 1 trên tan bình u cộng 1. Đấy, du. Và cái tích phân thứ nhất là ta tách thành tích phân từ 0 đến pi trên 4 của 3 du rồi. Cái này tính được luôn đúng không nhỉ? Trừ đi tích phân từ 0 đến pi trên 4. Cái chỗ này tan bình u cộng 1 nó chính là 1 trên cos bình u thôi. Như vậy nó còn là cos bình phương u nhân với du thôi. Và đây các em tính thì không có vấn đề gì khó khăn cả, đúng không ạ? Đấy, ta tính không vấn đề thì khó khăn cả. Các bạn tự tính cái đấy nhé. Đấy, cái này cái bảng. Đấy ơi, đổi cái trên tử ấy, chuyển về thành 1 trừ sin bình xong rồi mũ 3 lên nhanh hơn đấy. Ừ, cũng được. 1 trừ sin bình mũ 3 nhưng mà em đặt t bằng gì? Tức là ngay từ đầu á. Vâng ạ, à, thì mình cứ chuyển nó thành cái hàm à cái gì nhỉ? Hàng đẳng thức bậc 3 mình chuyển xuống thôi ạ. Chia ra. Vâng ạ. Chia ra thì nó vẫn có một thằng phải xử lý chứ. Bởi vì có thằng đầu tiên nó sẽ là 1 trên sin mũ 4 của x đúng không? Đúng không? Thế 1 trên sin mũ 4 của x thì nó có phải là nguyên hàm cơ bản đâu. Chúng ta vẫn phải đặt t bằng tan u đúng không ạ? À, thì nó nhanh hơn một tí. Ừ, nó sẽ nhanh hơn một tí thôi đúng không ạ? Chứ còn về cơ bản nó sẽ vẫn phải đưa về theo tan thôi mà. Tất nhiên là đấy là hướng làm của tôi nhé, cái bài này hướng làm đấy nó cũng sẽ thực ra nó là xuất phát từ cái dấu hiệu nhận dạng ta là có mũ chẵn đúng không ạ, có mũ chẵn là xuất hiện sin ở mẫu thì đặt t bằng cotang đúng không ạ, đấy là lưu ý như vậy. Thế làm như kiểu bạn bảo anh ấy thì đặt t bằng 1 trừ sin bình không được, đặt t 1 trừ sin bình thì em phải lấy vi phân thì nó phải xuất hiện là sin 2 x dx chứ, làm sao đặt t bằng 1 trừ sin bình được. Thì nó thành t mũ 3 trên 1 trừ t tất cả bình rồi ạ. Đâu, thì mà dx em có rút được theo t đâu. À, đúng. Đúng không? Em có rút được dx theo t đâu. Phải không? Các bạn ghi xong cái này chưa? Ghi xong chưa nhỉ?
rồi ạ, không thế. Đấy nhá, nếu mà tôi nói là nếu mà các bạn làm theo cái hướng của, nếu mà đây, nếu mà chúng ta làm theo hướng của Bảo Anh thì chúng ta cũng không thể đặt như kiểu Thảo nói được đâu nhá. Tức là như cái này, nếu mà làm theo hướng của Bảo Anh thì nó sẽ, câu này ta sẽ làm như sau các em này. Nếu mà làm theo hướng của Bảo Anh thì câu này ta phải làm như sau các em nhé. Thì cái này là tích phần từ pi trên 4 đến pi trên 2 nhé. Của 1 trừ đi sin bình phương x tất cả mũ 3 mà chia cho sin mũ 4 của x nhé. Đấy, x đúng không? Thì chúng ta chỉ có khai triển hằng thức thôi, chứ chúng ta không thể đặt t bằng 1 trừ sin bình x như bạn Thảo bạn nói được, bởi vì là đấy chúng ta không rút được theo t, đúng không? Thì nó sẽ ra là 1 trừ đi 3 lần sin bình x này cộng với 3 lần sin mũ 4x này cộng với lại sin mũ 6x, đúng không? Tức là khai triển hằng thức thôi, đúng không? À, chỗ này là trừ. Chỗ này nó là dấu trừ. Nhá. Chia cho sin mũ 4 của x, đúng không? Đấy. Thế đến đây xong rồi thì các em chia ra thức này. Đấy, đến đây ta chia ra nhé, ta chia ra thì nó sẽ được như sau các em nhé. Nếu mà ta chia ra thì nó sẽ được như sau này, bằng tích phân từ pi trên 4 đến pi trên 2 này. Em chia ra thì nó được là 1 trên sin mũ 4x này, cái thằng này là phải đặt t bằng cotang rồi này. Trừ đi 3 trên sin bình x này. 3 trên sin bình x, thằng này là nguyên hàm cơ bản này này. Đúng không ạ? Cộng với 3 này, trừ đi sin bình x này, thằng này hạ bậc là xong đúng không? Đấy. Thế thì 3 cái thằng này là các em dùng bảng cơ bản là xong này. Đúng không? Đấy, ba cái thằng đầu tiên ta vẫn dùng bảng nguyên hàm cơ bản, nó sẽ đỡ cồng kềnh hơn cái ý của thầy. Nhưng mà cái thằng đầu tiên ấy là chúng ta vẫn phải đặt t bằng cotang x, đúng không? Thằng đầu tiên này này. Đây cái thằng này này. Thì chúng ta vẫn phải đặt t bằng cotang x. Đúng chưa? Tức là đến đây rồi, nếu mà các em làm theo cái cách này ấy, thì chúng ta sẽ tách như sau các em nhé. Thứ nhất là ta tính cái tích phân y1 là bằng tích phân từ pi trên 4 đến pi trên 2 của cái thằng là 1 trên sin bình phương x là sin mũ 4x dx. Đấy, sin mũ 4x dx. Thế thì đến đây chúng ta sẽ tính cái tích phân này bằng cách là t bằng cotang là được. Nó gọn hơn, đúng không ạ? Nó sẽ gọn hơn, ý thầy cũng khá là nhiều đấy. Đấy nha. Nó sẽ được tính như thế này. À, nó sẽ được tính là các bạn đặt t bằng bằng cotang x thì các em sẽ có là dt của chúng ta nó sẽ bằng là trừ đi dx chia cho sin bình x đã. Thế còn 1 trên sin bình x, đúng không ạ? 1 trên sin bình x, vì cái này là 1 trên sin 4 mà, thì ta phải tách ra 1 trên sin bình để đi theo dx rồi. Thì cái này nó bằng là 1 cộng với lại cotang bình phương x thôi, đúng không? Đấy, cotang bình phương x. Như vậy cái y1 ấy thì nó sẽ được tính bằng là gì? Bằng tích phân từ pi trên, xin lỗi, tích phân từ 1 mà đến 0 của trừ đi dt. Đấy, trừ dt nhân với lại 1 cộng với t bình phương. Đấy, nó gọn gàng hơn rất nhiều. Và cái này bằng tích phân từ 0 đến 1. Tích phân từ 0 đến 1 tích phân từ 0 1 của gì ạ? Của 1 cộng với t bình phương dt nhé. Được chưa? Đấy cái y1. Thế còn cái chỗ mà tôi đánh dấu là tích phân cơ bản này này. Đúng không? Tích phân cơ bản này. Cái chỗ này thì 3 trên sin bình x thì nó là tích phân cơ bản rồi nhé. Đúng không? Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản, 3 này cũng là nguyên hàm cơ bản là 3x rồi. Sin bình phương x thì các em hạ bậc đi nhé. Thì cách làm của Bảo Anh có lẽ là nó hợp lý hơn cách làm tôi. Đúng không? Cách làm này có lẽ là hợp lý hơn, đúng không? Đấy là cách làm thứ hai đối với cái y số 7 của bài 12 này. Cái y số 8 này thì đặt t bằng là cos x thôi nhá.
Cái này đặt t của ta bằng, em có thể đặt t bằng 1 cộng với cos bình x được. Đúng không? Thì các em lấy vi phân ra, ta có là dt của ta bằng là 2 lần cos x nhân với lại trừ sin x dx. Đúng không? Thế thì cái tích phân này các em sẽ tách thành là tích phân từ 0 đến pi trên 2 này của gì? Của cos bình phương x ta đặt ra ngoài, còn bên trong sẽ là sin x nhân cos x nhân dx. Đúng không? Tất cả các em chia cho 1 cộng với cos bình phương x. Đúng không? Thì cái tích phân này các em đổi cận đi, nó sẽ thành như sau, thành tích phân từ x bằng 0 thì ta được là cos 0 bằng 1, như vậy cái này là 2. X bằng pi trên 2 thì cos pi trên 2 bằng 0, như vậy t của ta bằng 1, đúng không ạ? Cos bình x thì nó chính bằng t trừ đi 1 này. Thế còn là sin x nhân cos x dx thì bằng là trừ dt trên 2. Đúng không ạ? Tất cả các em sẽ chia cho t thôi. Và đây là các em tính khá là cơ bản. 1/2 lần tích phân từ 1 đến 2 đổi cận và đổi dấu nhá. Của 1 trừ đi 1 trên t nhân với dt. Đấy là cái hướng làm của cái ý này. Câu số 8. Tức là câu đấy các em chỉ cần đặt t bằng 1 cộng x bình phương là xong thôi. Thế bài số 12. Đối với ý 9 này, các em còn nhớ cách làm căn thuộc của cái này không? Chưa chép xong thầy ơi. Nhanh quá. Có lẽ là ta sẽ nói nốt cái ý 9, sau đó là buổi sau ta sẽ chuyển sang, ta nói nốt ý 9 và sau đó buổi sau thì ta sẽ chuyển sang cái phần liên quan diện tích hình phẳng các em nhé. Thế còn các lớp tích phân đặc biệt thì tôi sẽ tạo một cái video cho các bạn sau ấy, bởi vì ta không sa đà vào quá nhiều cái phần tích phân đặc biệt, nhưng mà ta vẫn phải biết. Nào sang ý số 9 này. Ý số 9 ở đây thì chúng ta lại nhớ lại cái nguyên hàm của hàm lượng giác, đúng không? Khi chúng ta học nguyên hàm của hàm lượng giác, em còn nhớ cái thằng A sin x cộng với B cos x chia cho C sin x cộng với D cos x. Thì hướng làm ta là gì không ạ? Các em biết tử số là bằng A nhân với mẫu cộng với B nhân với đạo hàm của mẫu, đúng không? Và chúng ta tìm AB bằng phương pháp hệ số bất định thôi. Đúng chưa? Thế thì với bài này ta sẽ biết là cos x cộng với lại 2 lần sin x này. Các em sẽ biết thành là A nhân với lại 4 cos x cộng với 3 sin x cộng với B nhân đạo hàm của mẫu là trừ đi 4 lần sin x cộng với 3 lần cos x. Đúng không? Sau đó ta đồng nhất hệ số thì ta được là 4A cộng với 3B, cái này bằng 1. 3A trừ đi 4B thì cái này bằng 2. Và các em tìm ra được giá trị của A và B. Ta giải hệ, ta tìm được A và B đấy. 4, 3, 1, 3, âm 4, 2. Như vậy ta tìm được A bằng 2 phần 5 và B bằng âm 1 phần 5. A bằng 2 phần 5, B thì bằng âm 1 phần 5. Như vậy cái tích phân này chúng ta sẽ biết thành như sau. Thành tích phân từ 0 đến pi trên 4 này. Của gì? Cái này mà các em chia cho mẫu thì cái này nó chỉ còn A thôi, đúng không? Như vậy nó sẽ còn 2 phần 5 này. Cộng với B là âm 1 phần 5. Tức là ta biết cái này thành dấu trừ đi. 1 phần 5 nhân với lại trừ 4 sin x cộng với 3 cos x mà chia cho dưới mẫu chúng ta là 4 cos x cộng với lại cộng với 3 sin x dx. Đúng không? Thế đến đấy thì các em thấy ngay là khi chúng ta viết ra đến đây rồi ấy, thì công việc còn lại ấy, là các em lấy nguyên hàm cơ bản của nó thì nó không có cái gì khó khăn cả, đúng không? Nguyên hàm cơ bản chúng ta tính được. Đấy, nguyên hàm này tính được, tính nguyên hàm cơ bản này sẽ bằng như sau. Cái này bằng 2 phần 5 x này trừ đi 1 phần 5 này nhân với lê pe của trị tuyệt đối của 4 cos x cộng với 3 sin x. Tất cả các em lấy cận từ 0 đến pi trên 4 nhé. Cận từ 0 đến pi trên 4. Đúng chưa? Và các bạn tự tính cái tích phân này thôi. Và bây giờ cái bài giảng của tôi thì sẽ tạm thời dừng lại đây. Tuy nhiên là các bạn có một số bài tập
Bài tập thì ở như này, ở cái bài 12 nó có rất nhiều ý các em ạ. Cố gắng là làm hết bài 12. Đúng không ạ? Thế nhưng đối với bài 12 ấy, thì các em sẽ làm tôi những cái một số cái ý sau để các bạn về nhà các bạn làm này. Tức là từ ý 22 đến ý 27. Bài 12 từ ý 22 đến ý 27. Từ ý 37 đến ý 42, cái này nó liên quan lượng giác một tí. Bài 12 từ ý 37 đến ý 42. Nhàng ra như sau nhé. Bài 12 này, 22 đến 27 này, ý 37 đến ý 42 này, 6 ý đấy, cộng với ý 43 nữa cho thầy nhá. Thế đối với bài 13 là các em đổi biến số loại 2 thôi, có đúng không ạ? Đối với bài số 13 là các em đổi biến số loại 2 thôi. Thì các em nhìn thấy bài 13 đổi biến số loại 2 thì hôm trước hình như đã nói một số câu rồi đúng không ạ? Đấy. Bài 14 của chúng ta cũng là cơ bản là đổi biến số loại 2. Đúng không ạ? À, bài 14 thì cái chú ý là cái ý 8 và ý 9 này của chúng ta là chúng ta đặt x bằng là a trên sin t nhé. Ví dụ ý 8 này đặt x của chúng ta bằng 1 trên sin t, còn ý 9 này sẽ đặt là x bằng 3 trên sin t. Được không? À, bài 15 là chủ yếu là các em sử dụng cái phương pháp từng phần để tìm tích phân. Đối với bài 15 là chủ yếu là sử dụng phương pháp từng phần để tìm tích phân. Thì các em làm cho tôi từ ý 10 đến ý 17. Ý 10 đến ý 17. Đấy là những cái ý tối thiểu các bạn làm nhé. Còn những cái ý mà các bạn làm thêm nữa thì thoải mái đi. Đấy là bài 16 thì cũng cơ bản là sử dụng phương pháp tích phân từng phần thôi. Đúng không ạ? Đối với bài 16 tích phân từng phần thôi. Tích phân từng phần thì bài 16 các em làm cho tôi từ ý K đến ý Q. Bài 16 từ ý K đến ý Q. Thế còn bài 17 nó thuộc dạng các lớp tích phân đặc biệt thì tôi sẽ sắp xếp làm các bạn sau nhé. Thế và câu hỏi trắc nghiệm thì cũng yêu cầu chúng ta là chúng ta chú ý là chúng ta cũng sẽ làm dần đi và hướng làm chúng ta là làm hết thôi. Thế thì hôm tới ấy, cái buổi tới của chúng ta ấy, là cái buổi liên quan đến buổi tới buổi thứ tư ấy thì tôi sẽ chữa bài tập một buổi nữa. Nhá. Bài hôm thứ tư ta chữa được đến đâu thì chữa, còn hôm sau nữa thì ta phải chuyển sang diện tích của hình phẳng thôi. Ở trên trường ngang thép là đến diện tích hình phẳng rồi, còn tuy nhiên là ta cũng không thể chạy theo trên trường được, bởi vì trên trường bây giờ là không có tiết tự chọn, không có tiết luyện tập đâu, mà chỉ có dạy bài mới thôi. Đấy. Cái tích phân đây, cái phần bài tập tích phân của ta là có khoảng hơn 200 câu đúng không ạ? Hơn 200 câu. Các bạn có ý kiến gì thêm không? Học cái này có ổn không ạ? Có. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi thứ tư tuần tới nhé.